quyền yêu và được yêu. Với tiêu chí đó, phiên bản mới của Love House đã ra đời với tên gọi Boys Love. Vẫn là câu chuyện đi tìm tình yêu, nhưng là của 8 chàng trai, những người đã dũng cảm, bước ra ánh sáng và sống đúng với con người thật của mình. Không phải là những hình ảnh lung linh của những thước phim ngôn tình. Lần đầu tiên, một chương trình đi tìm tình yêu thông qua những gì chân thật nhất, con người nhất, những mặt tốt và cả mặt xấu của 8 chàng trai sẽ được bộc lộ qua 7 ngày chung sống. Họ sẽ có những phút giây cùng vui, cùng buồn. Và qua khoảng thời gian ý nghĩa đó, liệu họ có tìm được một nửa yêu thương của mình? Mời các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn ứng dụng Netlove đã đồng hành cùng chương trình. Huỳnh Trương Phi, 28 tuổi, người mẫu, diễn viên. Lê Cao Nhật Duy, 22 tuổi, kinh doanh online. Lưu Trọng Khanh, 32 tuổi, quản lý shop hoa. Nguyễn Duy Anh, 26 tuổi, chuyên viên tư vấn bảo hiểm. Nguyễn Thanh Sơn, Linh Anh, 30 tuổi, biên đạo múa, thành viên gánh hát Lô Tô Hương Nam. Trần Thanh Trọng, 27 tuổi, chuyên viên hoạch định tài chính. Phan Minh Hùng, Mạnh Hùng, 22 tuổi, diễn viên. Võ Hồng Phúc, 33 tuổi, chủ tiệm salon tóc. Sau 2 tập đầu tiên với màn chào sân và chia team khá ấn tượng, những ấn tượng đầu tiên cũng đã xuất hiện. Sau cuộc hẹn, Duy Anh và Trọng đã có cho nhau nhiều hơn những sự cảm mến so với ban đầu. Còn cái nắm tay đầy bất ngờ của Phúc dường như đã đốn trọn trái tim của Linh Anh. Và với hai chàng trai là Phi và Khanh, giờ đây họ đang có cùng một mục tiêu theo đuổi, đó là Nhật Duy. Sẽ còn sự bất ngờ nào trong ngôi nhà chung? Mời các bạn cùng theo dõi. Nói về một cái người mà đã từng, mình từng nghĩ là một nửa đi, người yêu cũ. Ok không? Tại sao cái lúc mà anh Khanh đang chia sẻ tự nhiên Duy lại có nhiều cái cảm xúc như vậy em? Rồi anh cho em mượn cái điện thoại của anh đi. Rồi bây giờ anh diễn tả cho em những cái biểu cảm em làm lúc nãy á, cho em xem lại được không? Ấn tượng thật sự là ấn tượng với bạn Duy. Tại vì nhìn vào cặp mắt của bạn, một cái tâm sự hay là một cái câu chuyện bạn muốn thể hiện hay muốn thổ lộ gì đó cần người để khai thác. Tự thổi nha. Tự thổi đi. Nóng. Anh nhắm mắt đúng không? Ừ. Không, nhắm mắt cũng được. Tôi, Mạnh Hùng. Là Trương Phi. Mình là Thanh Trọng. Mình là Duy Anh. Chung công ty. Mình làm chung công ty. Chào mọi người, mình là Thanh Sơn và nickname thân mật được mấy anh gọi đây là Linh Anh nha cả nhà. Mình là thành viên của gánh hát Lô Tô Hương Nam. Chào mọi người, cùng mình là Trọng Khanh, hiện mình đang là quản lý shop của một shop hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Nhật Duy, 23 tuổi. Còn mình thì cũng giống như mọi người thôi, đến đây thì cũng chỉ một mục đích. Nhưng mà nếu mà không có duyên, không có may mắn thì mình có thêm được 7 người bạn nữa. Mục đích của anh với em hơi giống nhau là tại vì là nếu có duyên thì sẽ có được một nửa của mình, còn không có duyên em sẽ được 7 khách. Không có duyên em sẽ được 7 khách. 7 khách cho Lô Tô gánh hát Lô Tô Hương Nam. Trời ơi, không gì nữa. Đêm nằm mơ về. Ơi. Nhiều đêm nằm mơ về em. Hãy đi những cánh tay của mọi người đây nào. Bơi bên nhau và cướp bì xì cũng thú vị. Chứ coi sao nha. Mạnh. Trời đó, nghe nè, nhìn xe qua nhìn Mạnh Hùng xe ma quá. Cười sáng giờ Mạnh Hùng luôn. Bây giờ vậy nè. Ai là người nói á? Tất cả mọi người đây thì hầu như là điều phải nửa tình yêu phải thì à. Nói về một cái người mà đã từng, mình từng nghĩ là một nửa đi, người yêu cũ. Ok không? Ok. Ví dụ không có người yêu cũ thì sao? NYC là xu nha, cái đó là xu nha. Ai cũng phải có người yêu cũ nha. Ví dụ thôi, đó là cái ví dụ mà, đúng không? Có. Nếu anh Khanh ví dụ thì cho anh Khanh trả lời trước. Ok, anh Khanh ví dụ anh thì trả lời trước. Tôi giải thích cho mọi người nghe. Rồi ok, anh Khanh trước nè. Thì nói chung là cũng từng sống chung với nhau, nói chung quen không lâu, cũng trên một năm. Rồi anh cũng ở chung với gia đình bạn đó là ba mẹ cả hai bên luôn, ba mẹ của bạn đó luôn. Nhưng mà cũng do hồi lúc trước cũng đây có mười mấy năm mà bồng bột quá hay sao á. Cho nên thành ra có nhiều cái không có kiềm chế được cảm xúc của mình á. Tất cả cái người, nói chung là quen đến đây cũng được 5 người.
Nhưng mà riêng bạn đó là tới giờ vẫn không giữ liên lạc với nhau. Thì đó có phải tình đầu không anh? Không phải tình đầu, mà mối tình đó là nhiều kỷ niệm nhất. Anh thích cái cảm giác giống như mọi người thấy, anh rất là thích nấu ăn. Anh thích cái cảm giác là giống như là sống trong một cái gia đình hạnh ấm cúng á. Thì sáng thức dậy thì anh chỉ việc là anh sửa soạn chuẩn bị bản thân mình, bạn xuống nấu ăn. Xong rồi trưa hai đứa cũng về nhà, rồi cũng cứ như đó. Rồi tối thì rảnh đi chở nhau đi vòng. Anh Khanh không phải là thích người đàn ông của gia đình không? Đúng rồi anh. Nghe kể vậy là đúng rồi, gì nữa. Sao Duy anh? Duy ơi, sao em có một cái biểu cảm? Tại sao cái lúc mà anh Khanh đang chia sẻ tự nhiên Duy lại có nhiều cái cảm xúc vậy em? Rồi anh cho em mượn cái điện thoại của anh đi. Rồi bây giờ anh diễn tả em những cái biểu cảm em làm lúc nãy á, cho em xem lại được không? Em diễn lại được không ạ? Ok. Giúp anh Duy anh nha. Ok. Lên đèn nè mấy đứa ơi. Mà nấu cơm gì đi xuống rồi đó. Đúng rồi. Sáng thì mình chỉ cần thức dậy thôi, chuẩn bị bản thân thì bạn đó là sẽ là người nấu cơm, là chuẩn bị bản thân. Ủa sao kỳ vậy? Đúng không? Thiếu một cái nét này đó là... Đây. Em là con sáng. Tôi chấp nhận lại cái biểu cảm này, nhưng mà cái biểu cảm này là anh này khi anh đó anh chọc tôi mắc cỡ, tôi như làm như thế này thôi. Mà đúng rồi, mắc cỡ đó là do mình mắc cỡ anh ơi. Mắc cỡ đâu có chồng đâu. Anh hỏi cái biểu cảm như vậy là vô tình á, tại sự bắt cười em làm như vậy thôi. Còn những cái hồi nãy á là em đang liên tưởng là sau này khi mà em có một cái người bên cạnh em, người yêu sau này lỡ như có người yêu bên cạnh em, tự tưởng tượng thôi nha. Sâu. Nói không có dồn người ta đừng cùng vậy nha. Nhưng mà tại sao sâu? Ấn tượng thật sự là ấn tượng với bạn Duy. Tại vì nhìn vào cặp mắt của bạn, một cái tâm sự hay là một cái câu chuyện bạn muốn thể hiện hay muốn thổ lộ gì đó cần người để khai thác. Mình chỉ có cái ấn tượng thôi với Duy. Tại vì mình cũng nói lúc trước là mình là một người rất là thích tattoo, thích xăm. Và cái hình xăm của Duy nó rất là đẹp. Mình thì rất là thực tế. Mình thích những bạn nào mà xinh, có gu ăn mặc, có tattoo. Và đặc biệt là bạn ấy cũng có một cái style giống mình, là xăm nhưng mà chỉ xăm bên trái thôi. Em nghĩ là nha, thứ nhất á, một cái mối tình mà được công nhận, mà được xác định là một cái mối tình cũ là phải được công khai này nọ, phải được nhiều người biết tới thì mới đó mới là gọi là một mối tình. Còn trong cái thời điểm mà lúc trước đó, cái tuổi em hiện tại vẫn còn rất là nhỏ, cũng so là đang nhỏ nhất trong này, thì cái lứa tuổi đó là lứa tuổi em còn ăn học, rồi chỉ quen nhau trên Facebook này nọ thôi, thì em không nghĩ đó là mối tình thật sự, nên em không có là mối tình cũ, đúng không? Đúng rồi. Ok. Tôi đồng ý với lại người bạn của tôi, người bạn sinh năm 99 của tôi. Có lẽ là Duy ngại từ lúc mà lên xe về nhà chung tới lúc ăn luôn, nhưng mà sau khi về trong phòng bốn người rồi, và tới chiều đây là Duy bắt đầu lanh lên hẳn và cũng đánh đá không kém em đâu. Okay. Anh Phi. Mối tình anh hả? Tới anh đó. Mối tình quá. Đưa điện thoại cho anh hai ra đi. Cái... Biết sao không? Anh xấu không đẹp như em đâu. Đúng rồi, anh xấu mà em. Cái mối tình của anh thì tụi anh kiểu mà người yêu cũ của anh á, là một người rất là tốt. Thật sự bạn ấy là một người giúp đỡ cho, không riêng gì bản thân anh mà giúp đỡ cho cả mấy đứa em của anh. Giờ tính lấy khi mà tụi anh chia tay á, tụi anh không có tiếng gây lộn. Chia tay một kiểu rồi rất là văn minh. Em có Phi ngày hôm nay. Nhưng mà nãy anh nói là anh vào đây để anh điều chỉnh cái tôi của mình, và cái tôi của anh lúc yêu trước đó như thế nào? Kiểu là hơn thua lắm, em hiểu không? Là họ giả tỷ ra, người ta nói cho người ta chửi anh một câu đúng không, là anh phải chửi là 10 câu. Mà cái tính anh là ăn hơn thua đủ luôn nha. Không có bây giờ mà kiểu mà nhịn ai một cái tiếng nào, chứ kiểu mà mình hơn thua luôn á. Anh sẽ phải thắng trong mọi cuộc cãi vã. Trong tất cả các cuộc cãi vã. Đó là cái cáo em mới đăng nha mọi người. Trong một cuộc cãi vã ai đúng cũng được, ai sai cũng được. Tao thắng là được. Em hơi tới lý do tại sao em không, cái cáp em đăng thôi chứ em không, cái đó không phải là cái quan điểm của em mọi người. Em không phải yêu như vậy. Anh nghĩ á. Chưa kịp nói. Chưa kịp nói vậy nè, cho hay anh nghĩ á. Ủa sao vậy? Hơi bị ức chế cái câu chuyện nên nói như thế này nè. Nếu như mà quen nha, mà nếu gặp để một người mà đi với mình mà gặp một người như anh Phi, thật sự là được không may mắn. Em cảm thấy cảm thông cho lại cái bạn người yêu của anh. Tại vì rất là khó, tại vì ở ngoài đã rất là bao nhiêu chuyện rồi, về tới nhà thì cần như một người hình ủ, như một người con gái vậy đó. Cuốn này cho anh lên tiếng nha. Dạ. Bọn em vẫn đang nhìn phiến diện thôi, bọn em không phải là người trong mặt. Đúng rồi. Dạ. Em có biết là với những cái gì anh biết về anh Phi vẫn là một người rất là ga lăng, an toàn. Vậy ngoài những cái mà không được ra thì tất nhiên anh Phi cũng đã mang lại cho cái người đó rất là nhiều cái được. Sự với anh rất là quan tâm mọi người.
vì anh để ý từ chi tiết nhỏ luôn á. Còn em tính sao? Em đang nói là trong giai đoạn đó nếu như những lời anh Phi kể thì thật sự là đó là tội cho bạn thân. Không em, không, cái bạn của bạn đó của anh đó, bạn cũng là cái tính hơn thua, em cũng biết người đó mà, đúng không? Không có nhịn đâu, thật sự ra là bạn ấy làm việc rất là áp lực. Tại vì bạn ấy làm cho cái môi trường nay lai và bạn ấy là một người một dạng là công việc của bạn rất là nhiều, một đêm làm có khi 3-4 job. Và bạn ấy rất là mệt, mà cái kiểu mà anh đã hơn thua, nhưng mà kiểu mà bạn ấy cũng đã sẽ không nhịn anh luôn, mà bạn ấy cũng hơn thua, phải hơn anh. Nó đâm ra thì lúc đó mình bốc đồng thì mình không có tiếng nói chung được, thì bắt buộc em sẽ dừng lại thôi. Nhưng mà anh phải nói điều là tới bây giờ anh mới cũng nhờ qua câu chuyện đó đó, anh mới nhìn nhận ra được là anh mới hạ cái to của mình xuống. Và anh không có kiểu mà háo thắng và hơn thua như ngày xưa nữa. Chứ ngày xưa là nếu mà như là nói chuyện với nhau mà cái chuyện khích anh một hai câu là bắt đầu anh có thể gây lộn được rồi đó. Với người anh mà mình cũng có biết, có quen đó là anh Phi, thì đợt này anh Phi rất là điềm tĩnh. Anh ấy rất là cẩn ngôn, nói chuyện rất là điềm đạm. Rồi anh ấy rất là biết cách quan sát và quan tâm mọi người khác. Thì đó là một trong những cái mà mình thấy rất là tuyệt vời. Nhưng mà cũng vui khi mà anh Phi anh lên chương trình và anh nói thật về cái chuyện xảy ra trước đó ấy. Tại vì đương nhiên là ý của tụi em hồi nãy là anh Phi cũng phải có những cái gì đó tốt để nó mới chịu đến là anh ở lại. Đúng rồi. Là phải qua cái giai đoạn đó thì bây giờ anh Phi mới thay đổi được. Chứ thật sự luôn mà nếu tới thời điểm bây giờ mà đi quen một người khác, nếu mà như là em nha, cho em sự lựa chọn là em thà là em không chọn. Đúng rồi, là không chọn luôn. Thật sự là khúc đó là Di phản ứng là mình lần đầu tiên trong từ lúc mình biết Di tới giờ luôn là mình cảm giác lạnh nhắt, là mình bị sốc á mọi người. Là không nghĩ Di sẽ có một cái phản ứng rất là gay gắt với mình như vậy. Mình cảm giác là cái câu chuyện của anh Phi đang làm động lòng cho bạn Duy, thì mình cũng hơi đặt một dấu chấm hỏi rằng là hai bạn này là một cái cặp đôi bí ẩn. Tại vì cái cảm xúc của bạn Duy lúc đó nó hơi mạnh. Tới thời điểm bây giờ mà đi quen một người khác, nếu mà như là em nha, cho em sự lựa chọn thì em thà là em không chọn. Đúng rồi, là không chọn luôn. Đối với những cái điều mà anh Phi ảnh trình bày, bạn phản biện lại và bạn có một cái thái độ nó hơi bị cứng đối với anh Phi. Đừng nghe cái miệng của họ nói quá là ngon ngọt, nhưng mà thật sự bên trong họ không làm được. Đó là nói thật sự luôn. Còn có những người mà người ta không im lặng, người ta không nói á, thực sự người ta là cố gắng người ta làm để người ta có một cái gì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà thực sự mà nếu mà mình không làm được á, mình cũng không dám nói. Nhưng mà cái người đó phải phản diện lên là tại sao mình không làm được như vậy. Và thực sự là mình rất là muốn làm, nhưng mà tại vì mình làm không nổi. Nên có nhiều người nó suy nghĩ nó khác lắm. Là nó là như thế này nè, một khi người ta yêu rồi á, cái gì người ta cũng tha thứ được. Đúng rồi. Còn một khi người ta đã không yêu rồi á, coi như đúng. Câu này của chị Mỹ Tâm nha. Có anh luôn đi. Rồi tép luôn kèm vời luôn. Dạ đúng hay sai. Okay. Trong tình cảm á không ai đúng hết mà cũng không ai sai hết á. Tại vì nó đặt vào trường hợp nữa. Nhiều lúc cái trường hợp đó mình đúng với những trường hợp. Đời tục đèn lên em hết đẹp rồi. Đèn lên em hết đẹp rồi. Hiểu nhau hơn ha. Cái thứ nhất là về tình yêu cũ và cái quan điểm trong tình yêu thì cũng đã hé lộ một phần nào đó của trong 8 thành viên rồi. Và coi như buổi livestream hôm nay là chủ đề tình cũ đi ha. Và chủ đề livestream hôm nay đã kết thúc. Well, you know what they say. Chạy đâu trên nó khoáng gió. Không, mình tự quyết định đi. Mình quyết định mình chạy đây đi. Ok, hồi trưa nè. Ê, chàng đây em, ăn khui rồi. Ủa, mình ngồi dưới đây ăn hả? Nó có bị đổ không? Đổ rồi giặt. Cái này mà ăn cái gì? Cái này dọc chơi chứ ăn cái gì? Hai đứa này tao nghi vắng lắm nha. Anh hay nghi quá. Hay nghi quá vậy. Cô Na anh nè. Anh nghi cuối cùng lòi á anh. Cái khúc bên này. Anh có tin tưởng em không? Là chín rồi. Ờ thì chín rồi, em cứ để gì đây từ từ. Cho nó nóng đứa mà ngồi ăn hả? Có nghi vấn giống trọng không? Nghi vấn cái gì? Cặp đôi bí ẩn á. Bây giờ mà hồi chưa tới giờ nghi vấn quá trời. Mỗi lần mà anh Phi chia sẻ đó, giống như buổi livestream à, là cảm xúc của bạn khác liền. Kiểu nhìn rất chăm chú, mắt rưng rưng nha, và phản bác lại nha.
ai mà quen anh Phi thì mà khổ cho người đó. Nghĩa là đã từng quen hả? Ủa? Giống như là đang quen á. Đứng không? Làm hết ốc hả? Người yêu nữa thích ốc nha, trời ơi, chở đi qua bên Tôn Đản ăn á. Lúc đầu á là anh chở bạn ấy đi ăn, xong anh cũng ăn. Xong anh chở riết là bạn ấy ăn anh ngồi nhìn thôi, tại vì anh ngán quá rồi. Ốc với em là một chân lý á. Em bị ghiền người yêu lắm. Là sao? Thích bên cạnh chiều. À? Thì là thích quá rồi, ai mà chả thích chiều. Tùy người em. Không, đối với phận phái yếu của tụi em á thì người yêu chiều là thích nhất rồi. Đúng không? Anh Duy Anh có vẻ như là anh rất là thương người anh yêu và anh sẽ chọn người anh yêu hơn là người yêu anh. Cái cục này nó sạm màu nè. Tụi em hồi xưa thì chiều lắm. Mà chiều theo kiểu là không phải là chiều ra mặt nha. Mà ví dụ em thích cái này đi thì hiện tại thì không mua đâu. Thấy khi nào mà em cần mới mua. Chạy đua nhẹ làng đi. Nóng. Tự thổi nha. Tự thổi đi. Nóng. Chín cho lên coi. Lên coi. Chín rồi. Cay. Chín rồi. Hả? Cay. Một khoảng cay. Trò chơi cho mọi người. Ê, hú hồn. Xui. À, đây là bé. Hỏi Duy có mua bé được gì mà ăn không? Bé đi công việc nên hơi về hơi trễ. Còn mình Lan trả lời đi nè. Anh nghe. Không phải là tại vì lo cho con em đi xa. Bả đàn ông quá. Bỏ tính đàn ông đi nè. Đây là bé Quỳnh Lan. Và bây giờ mọi người sẽ cùng nhau lần lượt chơi trò chơi rất là dễ thương là chọc vào miệng của bé. Chọc vô răng. Răng nướu ở răng. Cái răng này là răng sứ, nó nướng nhẹ thôi nha. Rồi, chọc vô. Và nếu ai bị bé cắn như thế này, đau, rất đau thì sẽ phải nói thật. Rồi, bây giờ ai đầu tiên? Để làm nóng đi em, làm nóng đi. Thấy bữa nay set, mọi người thấy set ok không? Tuyệt vời không? Tuyệt vời đó. Nướng thì quả qua bên nè. Set này với cái set kia với lại nhóm lửa đó là do anh Phúc với đây làm. Làm cái này đúng không? Nhưng mà em không có kinh nghiệm về cái này cho nên em sẽ dẫn theo anh làm. Không, cái này mình phải chắc như thế này. Anh là leader của em Phúc này đó nha. Ý nghe mấy cái tính năng phượt á. Phúc giỏi lắm nha. Ok, anh thích phượt. Anh năm nào anh cũng thử anh đi du lịch hết. Cứ năm đi nước. Ủa trời đó. Yes. Đó, hay. Good job. Cảm xúc của Phúc lúc này á, Phúc sẽ có hai cái option. Một là Duy Anh, hai là Linh Anh. Còn về cái đường xa hay qua ngày mai, ngày mốt nữa thì mình chưa biết, mình có thể đổi được. Hay vậy? Mình thích mấy cái kiểu bụi. Ngủ bờ, ngủ bụi. Cháy lên đi lừa phượt á. Phượt là kiểu anh là kiểu phượt. Em mới nói mấy cái kỹ năng phượt của anh tốt ghê. Cái quan sát của anh tốt. Thật sự là anh Phúc đốn trọn tim của Sơn khúc đó. Bởi vì anh rất là ga lăng, có những cái việc anh chỉ đạo hết hoàn toàn thì mình cứ đúng theo chức năng của bản thân là dựa dẫm vào những người cứng cỏi thì cộng nhận là hôm ấy là dựa dẫm vào anh Phúc là ok nhất. Cái chuyện nó nổ nha. Được rồi không? Yes. Rồi. Rồi sao tự nhiên nói tôi? Nếu mà thấy hay không? Thấy hay thì có thưởng không? À, thực ra thì chị em mình đến cùng nhà cho nên không cần thưởng nha. Bây giờ anh nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Cái đó là cái này cái thưởng. Đây là cái thưởng, anh nhắm mắt lại. Không, bây giờ anh muốn anh thưởng cái gì nếu là anh? Tùy lòng hỏi tâm đi. Làm anh hồi hộp anh sợ vậy. Sao đứng chống lạnh ghê vậy? Nhắm lại đi, làm gì đâu trời. Phải độc á. Nhìn gái mới lớn thì mệt quá trời. Mắc cỡ. Anh nhắm mắt đúng không? Ừ. Không cần nhắm mắt cũng được. Bao. Ủa tại sao lại là anh? Tại vì trước đó buổi chiều chơi đá banh thì team em thua và phải thử thách là em phải hôn anh Phúc. Và từ cái hôn đó thì cũng rất là ngại. Ngại thấy hôn đó thiệt, cái hôn đó là cái hôn ngại nhất. Tại vì đó là hôn đầu tiên hôn má nữa chứ. Tại còn bảy bạn là tại vì cái tại vì bạn thích anh kế bên. À là mình không người kế bên đúng không? Vậy anh coi đây là bên xui hả? Không.
anh không coi là anh xui. Anh đã coi là có sự sắp đặt rồi. Không hề có em ơi, không hề có sắp đặt. Anh Phúc, anh đang cảm giác bị quả báo á, chứ không phải là được thưởng. Nghe con bé nói chuyện kìa. Bé là tên gì? Quỳnh Lan. Quỳnh Lan. Bé Quỳnh Lan. Bé đang được chơi là em trước nha. Chuẩn bị dính luôn, kẹp luôn đi con. Mẹ thương, không phải khổ. Nghe chưa? Mẹ nói con nghe. Mẹ nói con nghe. Trời ơi, nó hổn vậy. Quỳnh Lan nó hổn. Quyền. Bây giờ không hỏi em chọn đi. Chọn gì? Em chọn là sự thật hay là... Thách. Đúng nhảy rồi, sexy dance đi. Đúng rồi. Cho nó đứng lên trước đây nhảy sexy dance. À, nhảy hoài luôn. Nhưng mà anh sẽ cho em là một cái đặc quyền mới. Là em sẽ chọn cùng. Chọn anh luôn. Ok. Okay. Ok. Dạ, cùng nha. Mọi người cùng okay. Hướng mắt lên sân khấu. Và đây là một chương trình đặc biệt mà không bao giờ có cơ hội thứ hai để đón xem. Rồi cái cột là không nói nha. Đây là dancer mạnh hùng. Và dancer và cái cổ, và cái cổ, và cái cổ với anh. 2, 3. Anh thấy em ơi buồn, em cũng thấy anh ơi buồn, mà em buồn hơn em. Thấy em buồn hơn anh. Anh thấy em hơi khùng. Anh thấy em hơi khùng. Mọi người à, cảm ơn các em. Nếu may mắn có cơ hội tiến tới á thì em có cảm tình với lại anh Duy Anh, chỉ là một chút thôi, tại vì ảnh thông minh, ảnh tôn trọng em. Rồi bây giờ Quỳnh Lan. Anh không có đánh nó đau. Em phải qua ải đó mới được. Ủa sao Quỳnh Lan nó bị hư hả? Em không làm gì nha mọi người ơi. Tại giờ em múa không mọi người ơi. Nãy giờ là chỉ có Quỳnh nói nó không nghe rồi. Rồi. Chỉ có cái mình em sử dụng của Quỳnh Lan. Thôi giờ kiếm trò chơi khác chơi đi, giờ nó hư rồi sao giờ. Em không biết nha. Thì em rất là xin lỗi, em đã làm hư bé Quỳnh Lan. Tại bé hư quá. Đây là ai cũng ăn đi. Còn cái mâm kỳ diệu. Này để giữa nè. Bây giờ mình chơi là thử thách hết. Trên Hello. Cái vòng này nó đã thể hiện rõ là cái thử thách nó là cái. Em đọc chờ lại cho nha. Mà. Cái nào đọc? Đừng có cho biết trước, đừng cho biết trước. Đổi vòng bển đi. Ê, như giờ nói là anh Phi quay trước đi. Ok. Rồi. Cầm lên luôn anh, cầm lên quay luôn. Trời, yếu gió quá. Thử luôn. Wow. Thử thách của anh là ngậm một ngụm nước và chọn một bạn để đấu mắt, mũi chạm mũi. Trời ơi, su ghê, sao mày chơi? Đâu mắt. Khoan đây, cái mũi đừng có lừa mũi dài, dài nó chết nha. Không, dạ, không ta lấy ý một người. Nàn. Hấp dẫn nè. Cho đến khi nào thua, 12 giờ tôi vẫn chịu ngồi đây để tôi chờ. Em thèm phun. Rồi bây giờ ngậm nước đi. Đừng để bị phun. Ừ nha. Chưa nha, chưa nha, chưa nha. Ủa trước. Quay qua kia, quay mặt mình sẽ đẹp. Nở mày, nở mặt nha, cái nhà Pháp nha. Bây giờ bấm đồng hồ nè. 1, 2, trời này vui đó. 3, mở mắt. Mở ra nha. Biểu lạ giùm mà không chịu lẻ giùm. Anh cứ tưởng tượng. Mắt trời ơi, mới có 7 giây rồi mà. Thấy chưa, em thắng. Su quá. Bây giờ phải phạt. Phạt đi, phạt ảnh. Bây giờ phải phạt. Giờ thôi cho phạt ảnh nước ngọt đi. Phạt cái khác đi. Phạt cái gì đó. Phạt à. Thì suy nghĩ tính của ổng là ổng rất là ngang, rất là lì. Nên tập làm gì mà nó rất là sáng. Cái bộ tỏ tình sao cho. Đúng rồi, em cũng tin nói gì đó. Anh phải nói một câu để hiện tình cảm với mình hùng. Cực kỳ sến, làm sao con gái mà quẻ ba. Cái lời tỏ tình của anh nó phải là khoảng 150 từ. Trời ơi má, sao biết điếm là 150 từ? Phải nhận được cái sự gật đầu đồng ý của mình hùng. Tâm nha. Bắt đầu chặn lên cho anh nào, bắt đầu nào vậy thấy em hơi buồn rồi đấy kêu rồi. Hết con chị rồi, tới con em đó. Chị thấy hơi buồn rồi. Em cũng thấy chị ơi, buồn rồi. Chồng che đẩy góc lên trời đó, con chị qua đời giờ tới không em? Trời ơi, trời ơi, hoàng thị nhập. Không có lấy chị lấy chồng thì sẽ được. Giờ sao, giờ cho tình tôi phải không? Trời ơi, bé lên mặt bay. Rồi, anh tỏ tình. Quay mặt quá em. Mình hùng. Rồi à, sáng nay thì anh cũng gặp em mới gặp lần đầu, nhưng mà anh cũng đã có cảm tình với em, cũng thích em. Tuy là em không đẹp đó. Tuy là em không đẹp đó. Ừ.
Nhưng mà em thích. Nhưng mà em dễ thương, anh thích. Anh thích tính của em. Có tên gì mất nhà. Anh kỳ. Tôi đồng ý mọi người. Kỳ quá. Anh bị khốn nạn từ vừa phải rồi. Em đau quá trời ơi. Anh đâm khốn. Cũng may đó. Tham gia lộn chương trình. Cái đó là nói thật lòng. Không, thì em có đó là thì không được, nhưng mà rất là dễ thương. Em dễ đi, tới anh nè. Tới anh hả? Hôn mát cùng giới. Này khác giới hết á. Uống này khác giới. Giới uống gì? Không tóc thôi, quay lại đi. Thôi. Quay lại cái đi. Quay cái đó đi. Bây giờ chọn ai? Em với lại Linh Anh với lại Mạnh Hùng là tớp hết. Trời ơi sao vậy? Chắc tối nay cung hợp quá à. Cung nên hợp nha. Hợp hẳn nha. Chọn là tớp đúng không? Tối nay vô lãnh cung nha. Dạo này thấy em hơi em ngại quá. Bây giờ mọi người còn lại nhắm mắt hết đi. Nhắm mắt hết. Giờ anh đi vòng vòng đúng không? Rồi. Nhắm mắt đi. Đi chơi gọn. Đứa nào mở? Nè đứa nào mở mắt ra đó. Ba tiền thớp thì em nhắm mắt đi. Ừ đúng rồi. Ấy nhỏ nào. Hỏi nào. Hỏi nào có. Không có. Sai sai. Không ai chơi vụ nha. Không có. Không có. Không có gì là có gì. Đợi cái bộp liền. Ờ. Rồi rồi. Nhắm mắt đi nha. Ai nè hí mắt là chương trình quay lại được hết trơn nha. Bắt cận hí mắt 100 triệu nha. Từ nha. Hết hồn á. Cái này giống như sói ơi ngủ đi. Sói ơi ngủ đi, đêm nay ai sẽ được sói hôn. Vậy là chết á. Rồi à, hiện tại tình cảm của mình thì chắc là mọi người xem thì cũng có phần đoán được đúng không? Thì mình cũng đang có một chút cảm tình, cảm thấy mến với bạn Trọng. Bạn ấy rất là dễ thương, hiền lành. Tại sao mà mình lại hôn Trọng mà mình lại không muốn cho mọi người biết hả? Tại vì thực ra là mọi người thấy mình tính cách mình rất là cá tính và kiểu cũng mạnh dạn á. Nhưng mà đâu đó khi mình gặp một cái người mình thích á thì mình cũng bị ngại. Mình rất là ngại. Và đặc biệt là nó cũng hơi bị mới nữa. Nên là cố tình lấp liếm, chơi chiêu để cho mọi người nhắm mắt lại. Linh Anh sai. Sau khi phát sóng thì mọi người sẽ không, thấy không, em không phải cùng giới với anh. Em không cùng giới. Quay nha. Thì là vớ. Anh nãy giờ chưa bị gì luôn á, dính thấp qua tôi bây giờ. Một thử thách từ các thành viên. Anh đi lại. Bây giờ thấp nhắm mắt ai đó đi. Anh là... anh hôn người mà anh thấy ấn tượng nhất từ sáng tới giờ. Đó. Được hôn nữa hả? Không, nhưng mà phải cho người ta biết là chuyện tình yêu mà. Rồi, mời. Ôi. Mình gọi đó là cái ông quệ. Rồi tiếp. Okay. Sao mà chùi cái đầu dữ vậy? Cái cảm xúc của mình khi mà môi của Duy Anh chạm vô má mình á thì nó cũng tương tự như cảm xúc của đôi môi của mình chạm vô má Duy Anh vậy. Không biết sao nha, thật ra là sau những buổi nói chuyện á thì mình cũng có được cái sự mường tượng nhất định trong cái bản thân của mình rằng là mình bắt đầu một cảm mến về mặt tình cảm nha với bạn nào thì người đó cho đến hiện tại thì là Duy Anh. Cho nên khi mà hai bên có cái sự đối đáp với nhau bằng nụ hôn trên má thì mình thấy thích. Không một cách trực tiếp nhưng mà cũng là một cách gián tiếp cho mình biết là bạn ấy cũng có một cái sự ấn tượng riêng về bản thân mình. Mình cũng rất là cảm ơn về điều đó và mình cũng rất là vui khi mà cái người mà mình cũng đang có một cái cảm tình thì người đó cũng có cái sự cảm tình lại với mình thì mình cũng rất là vui. Không ăn gian nha. Không. Bây giờ là Linh Anh chị quay đúng không? Chưa, anh đợi em hay gì? Thực hiện một thử thách từ các thành viên. Ôi sao chơi khó vậy? Trời ơi. Được không? Thôi bỏ cái đó đi anh. Vậy hả? Đây, con này tưởng tượng trong đầu lỏng thánh vậy. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thấy chưa? Không sao. Thiên nhiên cũng không chịu nữa kìa. Sáng giờ ông thiên nhiên đang vỗ tay đó anh. Bây giờ bớt khó nha. Ẩm lên anh đi một vòng. Ok. Không sao cũng được. Chết rồi, cũng đi trời. Sướng lên anh rồi.
Anh ta xin một chiếc đoạn nhỏ được không? Không, gì đã nè. Tướng công, đụng ớ, đụng ớ. Rồi, bị phỏng nhỏ vậy ok không? Anh phải diễn nha vợ, bị bắn chết đó. Quá hả? Anh phải diễn nha vợ, bị bắn chết đó nha. 3, 2, 1, action. Tướng công. Không được. Ủa sao anh bắn? Sao bắn? Em bắn chậm quá. Em bắn nhẹ, đừng cho đầu kê. Bắn lẹ đi. Thầy bà nội chưa có lúc nào tôi tướng công. Không bắn đi trời. Đây con cứu luôn. Đi đây con cứu luôn. Đi vợ mình đi bắn đó. Rồi cho người kinh hình mặt khổ lên. Trời ơi, bà vợ chết mà vũi móng đẹp vậy. Anh Khanh là một người nhìn lúc đầu thấy cũng nghĩ là cũng khó khăn, kiểu là đàn anh, gọi chung là mình cũng hơi không dám tiếp xúc, nhưng mà rốt cuộc thì ảnh rất là dễ thương, rất là ngon nghe. Em nặng quá vậy. Em cố gắng, em siết lắm rồi đó mà. Công bằng nha em. Không có nghiêng nè. Trả lời thật lòng một câu hỏi. Chết rồi. Cha hỏi cái gì vậy trời. Em bây giờ em trả lời thật lòng nè. Trong 7 người này, cái người nào mà em cảm thấy là thích dẫn tượng nhất? Bây giờ là hiện tại là anh Phúc. Tại vì cái khoảng hồi trưa tới giờ là em gần anh Phúc nhiều nhất. Được, đúng. Đi chung đó. Đúng rồi, em gần. Nói chung đó, nói chung là nói riêng là nói chung là nó như là cái nói chung là kết đi. Ừ, vậy đấy. Lần đầu tiên nó bị xáo trộn tâm lý, bởi vì chỉ có mới một ngày thôi mà gặp ngay câu hỏi đó thì cũng hơi bị bấp bênh giữa hai người, nhưng mà cuối cùng đã chọn ra được người nhưng mà Sơn trả lời là anh Phúc. Bây giờ là hiện tại là anh Phúc. Thì đó là cái mà làm Sơn hơi ấn tượng và cũng hơi ngại ngại đó. Cái tính của Linh Anh là hoạt ngôn hay, cái lời nói của họ nói ra không có sự chín chắn, biết suy nghĩ trước khi nói. Nhìn nhau ngơ ngác vậy? Ủa? Nhìn nhau ngơ ngác đúng rồi, tại vì không biết trời gì đâu. Em quay đi. Rồi, em quay đi. Cái đỡ phát sóng. Nó hoài luôn á. Thám lửa. Anh nhìn được rồi. Anh nghe từ sáng giờ rồi. Giống đang chơi mà sói quá anh, là thám tử. Đúng rồi. Thật hẹn một lúc từ cái thành viên. Okay. Anh. Ủa, nó nãy giờ nó cứ bị trúng rồi đúng không? Đúng rồi, sao nãy giờ nó bị trúng này quá. Đúng rồi, sao rồi là sao? Bây giờ bây giờ mọi người cứ thống nhất đi, anh đâu có đông là đâu. Phải hung chán nè. Nó hung hết mặt luôn á. Mạnh Quỳnh luôn hả? Là của bạn ba bộ phận. Mạnh Hùng. Không lẽ anh làm anh thất vọng. Cho ba bộ phận. Không, bốn. Bốn. Okay. Trong bốn cái là anh lựa một cái đúng không? Đúng rồi. Không hết luôn. Ủa sao chơi gì vậy? Sao mấy bạn anh càng chơi nó phải càng lên anh mình chơi không à? Anh hung con ngươi nè. Là tao chọn luôn, mắt tao ra cho ổng hung đúng không? Vừa lòng mày. Họp tiếp. Trời ơi, mày luôn, con nhỏ này thiệt luôn á. Trời ơi là trời. Anh xin lỗi, anh đừng thấy những hình ảnh vừa rồi. Không phải em lên sóng hết đó em. Không phải em. Chồng tương lai của em cũng sẽ nghe những câu này đó bé. Rồi sao không phải không? Hung hết. Nó khoái kìa, cái mặt nó khoái kìa. Ơi mặt mày khỏe nghe. Ôi là trời. Phải nha. Phải đúng không? Phải đúng không? Mặt nó khoái kìa. Nhúng vô nè, nhúng như bò nhúng mẻ nè. Lòng một ốc mai bao bốn năm. Rồi ra tính dính luôn hả? Anh đợi cái tay về sao đúng. Cái bộ phận khác nè. Một, hai, ba, bốn, năm. Đừng có đun, anh đừng có đun. Cái mũi nhẹ nhẹ thôi nha. Ừ. Cặp đen. Một. Một, hai, ba, bốn. Mũi chạm mũi à? Cái môi á. Mũi mà. Còn môi nữa. Chạm á. Môi nữa. Không, môi. Môi là môi chạm môi à? Môi chạm môi. Môi chạm môi, bé tay tay tay. Bé nó thích lời ghê luôn. Bé phải kìa, bé phải kìa. Tối nay con Duy khó ngủ. Đang nghe không? Một. Tại có giường Duy nằm ở trên. Nó nằm dưới giọng đùng đùng. Cái này giờ Tâm Linh cái gì á? Bây giờ Hải Tâm Linh nó là kêu Duy. Dòng dựa nó rồi đó. Nó là kêu Duy. Nó là kêu Duy. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ôi con mèo cái phải kìa. Phải kìa. Em quéo tay hết trơn. Phúc và bạn Hùng thì mình thấy hai bạn tương tác rất là nhiều nha. Và bạn Hùng cũng có gặp mình cảm giác là được là bạn Hùng rất khoái, là có nhiều cái cử chỉ của bạn Phúc dành cho bạn Hùng thì bạn Hùng khoái ra mặt là đỏ cực.
đỏ cấy cái mặt lên luôn. Thậm chí bạn Phúc cũng vậy, bạn Phúc rất cũng có cảm giác là hơi bị thích bạn Hùng hay gì á. Mình thấy có nhiều hành động của bạn Hùng dành cho Phúc á thì bạn Phúc cũng hệt đỏ mà. Cảm giác của Phúc lúc này giống như là mới bắt đầu cuộc chơi thôi. Mình chưa biết được cái đường dài nó còn như thế nào nữa. Nên cái này mình đang chỉ là thực hiện cái thử thách thôi đối với Hùng thôi, chứ mình chưa có ý định làm quyết định hay là tỏ tình với Hùng cả. Hiện tại cái cảm tình lớn nhất của mình để mà có thể hướng về tình yêu, có thể bắt đầu một cái mối quan hệ về tình yêu á, thì mình cũng đang nhắm đến Duy Anh. Và mình nghĩ là bạn cũng cảm nhận được cái điều đó, và riêng bản thân mình cũng cảm nhận được cái điều ngược lại từ phía bạn. Tại vì ở bạn mình thấy có cái sự ngông, nhưng mà nó cũng đủ vững chãi để có thể che chở cho mình. Mình không cần phải thật sự là bù đắp cho những cái chuyện mà mình đã trải qua, mình không cần. Mình chỉ cần một người cho mình một cái cảm giác là mình an toàn khi mà mình ở bên người đó thôi. Thì hiện tại cái người cho mình cái cảm giác đó là Duy Anh. Những cảm tính đầu tiên đã nảy nở trong ngôi nhà chung, Duy Anh và Trọng xích về nhau hơn nữa sau buổi đầu gặp gỡ. Bất ngờ thay, Hùng cũng hướng về Duy Anh vì sự tôn trọng của Duy Anh dành cho mình. Phúc đang chiếm trọn tình cảm của Linh Anh vì sự trải đời và tháo vát. Trọng đang muốn tìm hiểu hơn về Khanh, trong khi các chàng trai còn lại có vẻ hướng về Duy. Dù tối đá, anh chàng vắng mặt. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời quý vị đón xem tập tiếp theo, tập 4.